Tin Tổng giáo phận Sài Gòn Đức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh thăm trung tâm mục vụ và đại chủng viện Sài Gòn Đào tạo tu đức là sống thân thiện và kết hợp với Chúa Giêsu qua Chúa Thánh Thần là lời Đức Tổng giám mục Marek đã nhắn nhủ các thầy tại đại chủng viện Thánh Du Xe, Sài Gòn khi Ngài đến thăm trung tâm mục vụ và đại chủng viện vào sáng ngày 29 tháng 9 vừa qua. Đầu tiên, Đức cha giám quản du xe Đỗ Mạn Hùng đã mời Đức Tổng vào nhà nguyện cổ để cầu nguyện và thắp hương cho ba vị cố tổng giám mục, mặc niệm trước nơi để hài cốt của các vị thừa sai Paris, cầu nguyện và thắp hương tại mộ của vị sáng lập trùng viện. Sau đó, Đức Tổng đã đến thăm Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn tại văn phòng của ngài. Tại trung tâm mục vụ, Linh Mục Phe Nguyễn Văn Hiền, giám đốc trung tâm mục vụ, trình bày tổng quát về các hoạt động và các lớp học của Học viện Mục vụ và Học viện Công giáo Phao Lô Nguyễn Văn Bình trong cuốn sách nhỏ bằng tiếng Anh. Trong nửa giờ đồng hồ, Đức Tổng và Quý Linh Mục của Trung tâm Mục vụ đã trao đổi về các vấn đề loan báo tin mừng, giới trẻ và ơn gọi của Ba Lan. Tại Đại chủng viện, Linh Mục Du Xe Bùi Công Trác, Giám đốc Đại chủng viện, đã hướng dẫn Đức Tổng đại diện tòa thánh ghé thăm phòng truyền thống và thư viện của đại chúng viện. Trong buổi gặp gỡ với quý chúng sinh, Đức Tổng chia sẻ rằng các chúng sinh phải học cách cầu nguyện để sau này hướng dẫn người khác cầu nguyện. Hội thánh dạy ta cầu nguyện qua các cử hành bí tích và việc đạo đức, nhưng ta cũng không quên đời sống cầu nguyện cá nhân. Kết thúc buổi trò chuyện lúc 11 giờ 45. Đức Tổng đã cùng các chủng sinh đọc kinh truyền tin bằng tiếng Latin, ban phép lành và hát kinh Sanve Regina.